Nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ giải đáp các băn khoăn của người dân về các chính sách quản lý thị trường vàng trong thời gian vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Thưa quý vị, thời gian qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời đã nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc quản lý hoạt động thị trường vàng. Nhằm giải đáp những băn khoăn thắc mắc của người dân thì hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Xin cảm ơn Thống đốc đã tham dự chương trình. Thưa Thống đốc, thời gian qua thì có rất là nhiều người dân gửi thư tới chương trình để hỏi về thị trường vàng. Trong đó thì có một người dân viết như thế này, tôi xin được trích nguyên văn. Ngân hàng Nhà nước cứ nói là bình ổn thị trường vàng nhưng không nhằm mục tiêu bình ổn giá. Tôi nghĩ là bình ổn thị trường vàng chính là bình ổn giá, chứ còn bình ổn cái gì nữa. Xin Thống đốc trả lời. Vâng. Đúng như người dân vừa rồi đã phát biểu. Một trong những nội dung bình ổn thị trường đó là làm sao cho ổn định được giá cả. Tuy nhiên là hiểu thế nào cho nó đúng lại là một vấn đề mà chúng ta cần phải bàn. Khái niệm bình ổn một thị trường nói chung và bình ổn thị trường vàng nói riêng thì cũng bao gồm rất nhiều những nội dung khác nhau. Ví dụ, để có một thị trường hoạt động lành mạnh thì cần phải có một cơ chế chính sách đảm bảo cho các bên tham gia thị trường được hoạt động công khai minh bạch, để làm sao cho giá cả trên thị trường không bị thao túng, không bị lũng đoạn. Đấy. Và với một thị trường như thị trường vàng, tức là thị trường không phải là các mặt hàng ưu tiên, thì giá cả của mặt vàng phải do cái lực lượng thị trường quyết định, thế nhưng mà không bị chi phối bởi các cái nhóm lũng đoạn. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cho rằng là mục tiêu để ổn định một thị trường. Đấy. Thế còn ở đây, sở dĩ có cái câu hỏi đó của người dân vừa rồi, chúng tôi cho rằng là có sự hiểu nhầm giữa khái niệm ổn định giá với khái niệm là chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Như vậy thì là có cái sự nhầm lẫn giữa cái khái niệm bình ổn giá và chênh lệch giá. Vậy thì theo Thống đốc hiểu như thế nào mới là đúng? Thì để cho dễ hiểu, tôi lấy một ví dụ. Giá vàng trong nước ngày hôm nay là 42 triệu. Ngày mai có thể nó cũng xung quanh mức 42 triệu thôi. Nhưng mà ngày mai thì chênh lệch giữa giá vàng thế giới nó có thể là 2 triệu. Nhưng ngày hôm nay giá vàng trong nước cũng vẫn 42 triệu nhưng cái chênh lệch với giá vàng thế giới nó có thể lên tới 5-6 triệu rồi. Thì đó là hai cái khái niệm khác nhau. Như vậy chúng ta thấy giá vàng trong nước thì về cơ bản vẫn ổn định. Thế nhưng mà so với giá vàng thế giới thì cái khoảng cách nó đã rõ ra. Tôi cũng đồng ý với Thống đốc là giá vàng trong nước trong cái thời gian qua nó không còn thất thường như là cái thời gian trước đây. Tuy nhiên giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn đang ở chênh lệch ở một cái mức rất là cao. Ngay cả khi mà Ngân hàng Nhà nước đã bán vàng ra để can thiệp, tại sao lại như vậy ạ? Để lý giải tại sao lại như vậy thì chúng ta cũng phải có một chút đánh giá về cái mục tiêu quản lý cái thị trường vàng và mục tiêu cái quản lý một thị trường hàng hóa nói chung. Ngay cả trong các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt trong luật Ngân hàng Nhà nước cũng như là trong nghị định 24 mới nhất về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thì cũng đã nêu rõ mục tiêu của chúng ta là mục tiêu ổn định thị trường, chứ không có mục tiêu là ổn định hay là làm cho giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp lại. Thế điều đó nó xuất phát từ chính cái lý luận về tiền tệ cũng như là thực tiễn trong suốt thời gian vừa qua. Thế thì về lý luận về tiền tệ thì chúng ta thấy thế này, đồng tiền của Việt Nam chúng ta là đồng tiền chưa chuyển đổi. Do vậy là chúng ta có chế độ quản lý ngoại hối. Và chế độ quản lý ngoại hối của chúng ta so với nhiều nước còn là tương đối chặt. Hay nói một cái khác, những cái tự do trong thị trường ngoại hối của chúng ta vẫn còn có nhiều nội dung phải quản lý. Và nếu nói rộng ra thì giữa thị trường ngoại hối trong nước và thị trường ngoại hối nước ngoài là không liên thông. Vàng về bản chất là ngoại tệ, vì chúng ta không phải là nước sản xuất vàng mà vàng là nhập khẩu. Do vậy nếu mà một bên thị trường ngoại tệ là không liên thông mà là chúng ta để cho thị trường vàng liên thông thì chính chúng ta đã làm cho cái tỷ giá trong nước của chúng ta nó bị chao đảo theo giá vàng thế giới. Và đó là cái thực tế trong cái thời gian trước đây khi chưa có nghị định 24. Chúng ta thấy rằng là cứ mỗi lần giá vàng thế giới chao đảo thì làm cho ngoại tệ trong nước tỷ giá cũng chao đảo và thị trường ngoại hối cũng chao đảo. Thì đó là chúng ta thấy rõ được là cái hệ lụy mà dẫn tới của cái việc là
cái chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Thế từ khi mà chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta ban hành cái nghị định 24 và nhiều các cái văn bản khác để làm sao chúng ta có một cái thị trường vàng trong nước nó tương đối ổn định so với thị trường vàng nước ngoài, hay nói một cái khác, làm cho cái giá vàng ở nước ngoài, đặc biệt trong giai đoạn vừa qua là giai đoạn giá vàng nước ngoài biến động rất lớn, nó không còn ảnh hưởng nhiều và ảnh hưởng tiêu cực đến cái kinh tế vĩ mô của trong nước. Vậy thì cái mục tiêu bình ổn thị trường có bao gồm là thu hẹp cái khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hay không? Và nếu có thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào và bao giờ thì làm được? Cái chênh lệch này nó có lúc có thể là cao, có thể là thấp. Tôi nói một ví dụ. Như trong cái năm cái phiên đấu thầu đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước, chúng ta đã qua các phiên đấu thầu, chúng ta đã đưa được cái giá vàng trong nước từ mức khoảng 46, 47 triệu mà về xoay xung quanh mức khoảng 42, 43 triệu. Và chúng ta đã đưa được cái mức chênh lệch từ 6 triệu so với giá vàng thế giới xuống mức khoảng 2,5, 3 triệu. Thế nhưng mà chỉ trong có 2, 3 ngày và trung tuần tháng 4 vừa rồi, khi chúng ta đạt được cái mức đó thì giá vàng thế giới lại sụt quá nhanh. Đấy, và làm cho cái khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới nó giãn ra rất lớn. Thế thì nếu như mà như trước đây, nếu mà chúng ta điều chỉnh ngay cái giá vàng trong nước theo cái giá vàng thế giới thì sẽ tạo ra cái làn sóng đầu cơ về vàng rất lớn. Và như vậy nhất định là sẽ có những hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng, rồi là cái tỷ giá của chúng ta bị ảnh hưởng, cái nhu cầu về vàng rất là lớn. Thế nhưng mà thực ra cái điều đó không diễn ra ở Việt Nam. Thế nhưng mà đổi vì sao? Vì cái giá ở trong nước của chúng ta nó vẫn có cái ổn định tương đối, cho nên làm cho cái động cơ để đầu cơ vào vàng khi giá vàng biến động không còn hấp dẫn như trước đây nữa. Đấy. Thì đó chính là cái mà cái nghị định 24 của chúng ta đã làm được cái việc đó. Còn là về cái nội dung mà phóng viên có đề cập tới, thì liệu là chúng ta có làm cho cái chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới nó thu hẹp lại được không, và làm như thế nào và bao giờ thì làm được? Thì như tôi đã trình bày ở trong phần trên, mục tiêu trước mắt và mục tiêu trực tiếp của chúng ta là làm bình ổn thị trường vàng nói chung, trong đó có cái bình ổn cái giá vàng trong nước để tránh các cái hiện tượng đầu cơ trục lợi từ cái việc giá vàng lên xuống thất thường. Thế nhưng nếu mà chúng ta làm tốt công tác này cộng với cái việc là chúng ta tiếp tục ổn định được kinh tế vĩ mô, thì chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng là giá vàng trong nước với giá vàng thế giới sẽ sát lại gần nhau hơn. Trong trung và dài hạn thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể đưa được. Nhưng trong một ngắn hạn, ví dụ như khi giá vàng thế giới có biến động thì nó có thể giãn ra, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong ngắn hạn. Tuy nhiên tôi vẫn còn đang băn khoăn rằng là cái sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cao đến như vậy ấy, thì ai sẽ là người được hưởng lợi? Với cái người có vàng mà nếu nhu cầu mà bán vàng, thì rõ ràng là nếu giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới thì ở một mức độ nào đó thì họ được hưởng lợi. Thế nhưng mà cái người mà đang cần mua vàng thì họ phải mua với một cái giá vàng cao hơn thì có vẻ như là họ bị thiệt. Thế nhưng mà chúng ta phải thấy rằng nếu mà chúng ta mua được với giá cao thì chúng ta cũng bán giá cao. Thế do vậy là cái sự chênh lệch ở đây nó còn không phải là cái thiệt thòi của cái người mua người bán, mà chính là chỉ là cái giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán thôi. Thế còn nếu mà anh mua giá cao, anh cũng bán được giá cao, thì cái sự chênh lệch ở đây nó không ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của cái người mua bán vàng ở trong nước. Thế thì bây giờ chúng ta nói thế ai được lợi? Thì chúng ta đã thấy rằng ấy, cái hoạt động kinh doanh vàng ấy, theo các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta là cái mặt hàng nhà nước không cấm kinh doanh, nhưng không khuyến khích kinh doanh. Và rõ ràng cái hoạt động kinh doanh vàng này nó cũng tiêu tốn một cái lượng ngoại tệ rất lớn của đất nước. Thế nhưng mà vì còn tồn tại thị trường vàng cho nên là vẫn phải dùng một cái lượng ngoại tệ nhất định để tạo ra cái nguồn cung hàng hóa. Thế xuất phát từ hai góc độ thế thì chúng ta thấy là nếu như trước đây chúng ta cho nhập vàng, cho tư nhân nhập vàng, cho các tổ chức kinh tế nhập vàng hoặc là người ta nhập lậu vàng, thì toàn bộ cái chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là do các đối tượng kinh doanh này người ta được hưởng và người dân không được hưởng gì. Thế nhưng đến nay là toàn bộ các cái hoạt động này là do nhà nước đảm nhiệm, cho nên toàn bộ các cái chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là thuộc về nhà nước, là thuộc về ngân sách nhà nước để đầu tư lại cho nền kinh tế, để thực hiện các cái công trình phúc lợi xã hội. Thì đó là trong giai đoạn hiện nay, chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân. Vâng, xin cảm ơn Thống đốc.
Thưa quý vị và các bạn, đến ngày hôm nay là gần tròn một năm Nghị định 24 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Năm qua thì giá vàng thế giới tiếp tục có những cái diễn biến phức tạp và thất thường. Điển hình như là vụ giá vàng thế giới trượt dốc tới 14% chỉ trong vòng có vài ngày vào trung tuần tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên thì trong suốt một năm qua, thị trường vàng trong nước không còn những cơn sốt vàng, không còn những cảnh mà người dân đổ xô đi mua vàng hay là đi bán vàng, cũng không còn cái hiện tượng giá vàng nhảy múa đến chóng mặt chỉ trong vòng có một ngày thôi mà thay đổi giá tới 10 lần. Không còn cái cảnh giá vàng chi phối thị trường ngoại tệ và chi phối luôn cả chỉ số giá cả CPI. Đó là những tác động của Nghị định 24 trong việc bình ổn thị trường vàng trong nước nói riêng và chương trình chống vàng hóa trong nền kinh tế nói chung. Hy vọng rằng những câu trả lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã khiến quý vị giải đáp được những thắc mắc xung quanh những chính sách điều hành quản lý thị trường vàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị có thể gửi câu hỏi cho các bộ trưởng thông qua hòm thư dân hỏi bộ trưởng a@chinhphu.vn hoặc dân hỏi bộ trưởng trả lời a@vtv.vn. Chương trình dân hỏi bộ trưởng trả lời phát sóng trên bản tin thời sự 19 giờ chủ nhật và cổng thông tin điện tử chinhphu.vn. Tiếp tục chương trình là một số nội dung.